Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Taiko. Thì trong cái video ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một cái loại hóa chất rửa xe không chạm. Nó cũng là một hóa chất rửa xe không chạm nhưng nó không phải là dạng dung dịch mà nó là dạng bột. Bột rửa xe không chạm Ventec Eco 100. Vậy thì cái bột rửa xe không chạm này gọi là gì? Cái bột rửa xe không chạm này nó là một cái loại bột mà khi mà pha với nước ấy, thì tạo ra một cái loại dung dịch bọt tuyết. Sau đấy thì phun cái dung dịch để lên xe tạo thành một cái lớp bọt tuyết và dùng cái máy rửa xe áp lực mình xịt lại xe thì nó sẽ làm sạch xe. Vậy thì cái ưu điểm khi mà sử dụng cái bột rửa xe không chạm này là gì? Thứ nhất là nó nâng cao cái năng suất lao động. Thứ nhất tức là với cùng một khoảng thời gian đấy, khi mà dùng cái bột rửa xe không chạm này có thể là rửa được nhiều xe hơn khi mà so sánh với cái công nghệ rửa xe truyền thống. Cái thứ hai nó là không phụ thuộc vào nhân công. Khi mà sử dụng cái bột rửa xe không chạm này thì kết hợp giữa bột và cái máy là có thể là làm sạch xe rồi, cho nên là nó không phụ thuộc vào cái nhân công trong mỗi cái tiệm rửa xe. Vậy thì cái bột không chạm rửa xe Ventec mà Taiko đang cung cấp trên thị trường nó có những cái ưu điểm gì khi mà so sánh với các cái bột rửa xe không chạm khác? Thì cái thứ nhất là khi mà cái bột này pha với nước tạo thành cái dung dịch bọt tuyết phun lên xe thì rất là nhiều bọt. Cái thứ hai là cái tỷ lệ pha cao. 1 kg bột này có thể pha được với 100 lít nước. Chính vì vậy mà rất là tiết kiệm cho những cái tiệm mà làm dịch vụ rửa xe. Cái thứ ba là có thể là tẩy rửa được hầu hết các cái chất bẩn cứng đầu bám trên xe tải, xe bồn, ví dụ như là dầu mỡ này hay là đất đỏ ba gian này. Và cái thứ tư là cái mùi thơm của nó rất là dễ chịu. Vì vậy mà tạo cái cảm giác dễ chịu cho những cái người thợ khi mà làm dịch vụ rửa xe. Năm là không để lại những cái vết ố, vết màng trên xe sau khi rửa. Và 6 là rất là bóng sơn xe. Xe khi mà rửa xong thì rất là bóng sơn. Và cái thứ 7, một cái ưu điểm mà rất là quan trọng, mặc dù cái độ tẩy của nó rất là mạnh, tuy nhiên nó không bị ăn mòn kim loại. Chính vì vậy mà rất là an toàn khi mà phun lên xe, dung dịch tiếp xúc với những cái chi tiết mà được làm bằng kim loại, ví dụ như là nhôm hay kẽm, thì sẽ không bị xảy ra cái tình trạng ăn mòn kim loại. Vậy thì cái cách sử dụng cái bột này như thế nào? Thì như tôi đã giới thiệu là 1 kg bột này có thể pha được với 100 lít nước. Thì một cái gói bột này là 0,5 kg thì có thể pha được 4-50 lít nước. Thì tại vì sao mà tôi nói là pha đến 4-50 lít nước? Bởi vì là tùy thuộc vào cái độ bẩn trên xe. Nếu như xe mà có độ bẩn bình thường ấy, thì các bạn pha với một gói này với khoảng 50 lít nước. Nhưng những cái xe mà có độ bẩn, nó bẩn nhiều và cái chất bẩn nó cứng đầu ấy, thì các bạn có thể pha với 40 lít nước. Vậy thì bây giờ anh em chúng tôi sẽ thao tác. Và có một cái chi tiết các bạn chú ý là khi mà pha bột ấy, thì mình pha với cái nước ấm khoảng 3-40 độ. Mình pha với cái bột này và mình để khoảng 30 phút trước khi mà mình đổ cái dung dịch đấy vào cái bình phun bọt tuyết. Thì này, bây giờ anh em tôi sẽ thử pha một gói dung dịch này với khoảng 0,2 lít nước. Sau đấy thì châm vào cái bình bọt tuyết inox. Và các bạn nhớ là cái bình bọt tuyết inox ấy, thì các bạn cũng đổ nước vào trước, sau đấy thì mình mới đổ cái dung dịch bột pha với nước vào sau. Ok, bây giờ anh Linh anh ấy sẽ thao tác để các bạn thấy. Thì đây là một cái bình pha dung dịch của Maxai mà Taiko đang cung cấp. Nếu như các bạn mà quan tâm về cái bình này cũng có thể là liên hệ với nhân viên của chúng tôi. Thì sau khi mà đã pha cái bột này với cái nước khoảng 3-40 độ rồi, thì bây giờ mình sẽ đổ cái dung dịch nước với bột này vào cái bình bọt tuyết. Và các bạn nhớ là cái bình bọt tuyết này đã đổ nước vào trước rồi nhé. Ok, bây giờ thì sau khi mà pha dung dịch ra rồi, đổ vào bình bột tuyết rồi, bây giờ chúng tôi sẽ phun trực tiếp lên xe. Thì đây là cái xe tải nhỏ của công ty chở hàng. Bây giờ anh Linh anh ấy sẽ phun trực tiếp để các bạn thấy. Thank you.
Thì đây là cái xe mà sau khi phun rửa đây các bạn nhé. Đây, rất là sạch này, rất là sạch và không bị ố, bị bóng sơn nhé, rất là sạch. Và đặc biệt là như chúng tôi có nói là trên những cái mâm xe này được làm bằng nhôm thì không sợ bị quá trình ăn mòn và tẩy được sạch, rất là sạch những cái vết bẩn cứng đầu. Thì đấy là cái công dụng của cái bột rửa xe không chạm Ventec này. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn về cái bột rửa xe không chạm Ventec. Các bạn khi xem video nếu còn những cái vấn đề gì chưa hiểu có thể gọi điện hoặc là nhắn Zalo trên cái hotline ở phía trên màn hình hoặc comment trực tiếp cái câu hỏi xuống dưới video này. Các bạn xem video nếu như thấy hữu ích các bạn có thể bấm like và nhớ đăng ký kênh để có thể theo dõi những cái video tiếp theo của Taiko. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video và chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ.